Beli ada beli mau tinap cincin bayi min. Hot air pan. Belum mai lagi mau deh. Bà phải cái cổ bà sẽ cắt bông tật bà khăn tầng cao bà rượt thì một bánh nè tam phục bò miến bà cứ bà mình xây bà pin nè bà đã chìm tàu hồng đa scopy bà bò còn hóa mất bò chìm chúng ở chỗ bọc bà chìm môi nó lô bà bọc môi nó lô bà lô căn phơ bên lô căn phơ lắm giang pin nó hơn bà đà lòi cứ mình xây tầng pin nó cứ rô được bùa thông thao bà cứ rô được bùa thông thao bà nó bánh chú nó tầng quân đoàn tiếp ép hôm nay đây nì cứ mặt tàu bà hồng đa scopy bà cứ vẽ xạ lê bà thông pin môi ai chi sai sập buôn nâng mà phay bằng bay bà sai sập buôn nâng phay bằng bay để bà bác bò được mấy sợi dây pin nè là cái nắp pin nó cứ rộ được buôn bà tơ bà nó bằng chun bà tơ cũng vừa bằng nồi thì cái bà phải bằng mặt bà bạn cứ chia tầm hôm này ca coi khác rồi tầm hôm này ca coi khác bà cứ một tàu hôm nào có tí nữa bà trong tờ đoàn ca khác này khoảng một bà cứ bạn này cứ khoảng một cứ giang bà con bạn đá về nhà con bạn đá hay bà cứ đồ lô nó sắp đến cứ đồ lô cứ mình có cái thế bà cứ đồ lô có cái thế bà cứ bọc tròn bị một tem nào bên cứ bọc tròn bị một tem mà đó bà ấy cứ chia bà tập được hiệp luôn mà còn càng nghiệp phát sóng tivi nâng nghiệp phát sóng dưới còn không tại bà tôi từ đây để cáp toa nơi bật ngày thì sám sập khai thác nô bà chân nam pi pòn phải pi đấy mất rồi bà hay bà bài lớn cứ cho đồng cốt ba là bình chun tàu dòng cơn đoàn tiếp bẹt hết ta phục vụ mấy cứ rồi cũng bị nhẹ bà cũng bị say bà pin nhẹ cứ ban bà cũng cứ chờ bốc bà chìm muối nó lố bà cũng chìm muối nó lố dám bắt tâm hận của ta rồi pin nhẹ cứ rồi nó buốt bà thôn xa là thằng pin nhẹ ba là bình chun bà tàu dòng cơn ban đoàn tiếp bẹt hết mất ba bà xong chép bán đá cứ tí tăng này cái lại cái thái này cái sản phẩm tạm rồi phá bình tông phú rây cây cố sẵn cắt bông tực khăn bằng cao bà rìa thị trí hình phân để cổ đồng ca nghe Fox News TV nâng ở Fox News đưa gồm phong tài bắt phối thực đầy đề cao toàn bà nơi bật bà thằng ngày tí xám sắp khai thân nụ bà chân nam bí quán phải bí nếp toàn tâm đoàn hay lo thì cứ cho đồng cửa bà cứ bí nạ bà cứ rộn bù hợp bí nạ bà rộn bột hôn xáo bà cứ khám hết xây bí nạ rộn bột hôn xáo thật bà rộn bình chun bà tớ dân cửa bà nấu em tìm mẹ bà đây bà nếp mẹ bà cứ rộn lô bà cứ rộn lô hay nâng ở bà tàu bà bà tàu bà xa bà nào ở địa kỳ khang mật tố này bà cứ đo được buộc và thôn xa cho mua pin nhé nâng là mật tố cứ đo cả các hạt này càng mục bà bà xong chạy bà nông đại cứ tì tăng lại cả hạt này cứ sẵn ta mà đòi phá bệnh tông phùm rây cây cố bà sẵn cắt bông tất khăn tăng cầu bà riêng thể nịp nông quên những công cao nghiệp hóa xuống thì bì cái đồ chìa phát xuống đi cầm phong tay bà thua sẽ gây đi cáp toàn bà cứ rô rộng bù hòa pin nhạc cực thôn xa phí mát cứ ở khám bên xoay pin nhạc bà cứ rô rộng bù hòa thôn xa tạo bàn là bằng chun bà tơ sống cửa nói em thì bẹt bà đây phần hình như tầm hôm đi ca khói khát bà nên một thôn này có thông tin khát bà tô bà hông đá sẽ có pin bà cứ này kháng mốc cứ ruôn tèm nó phải mát cứ này kháng mốc bà cứ ruôn tèm nó này thì bà nhạc phí hôm nay ca
ហើយបាទគឺជាការកាត់ហាត់ដែលម៉ូតូរបស់ហុងដាស្កូពីដែលបើកបរដោយអគ្មានស្រីពីរនាក់ទេមែនទេបើកបរអគ្មានស្រីពីរនាក់គឺរងរបួសបាទទាំងពីរនាក់បាទគឺធ្ងន់ស្រាលបាទត្រូវបានបញ្ជូនទៅធ្វើនៅអធិការិយ៍ចំណាយម៉ូតូក៏រងការសម្រាប់តែខាងមុខនេះបាទគឺរួញតែម្ដងបាទគឺករណីសូមបញ្ជាក់គឺម៉ូតូហុងដាស្កូពីនេះបាទធ្វើដំណើរដោយអគ្មានស្រីពីរនាក់គឺបានជ្រុលមកបុកបាទជាមួយនឹងរលោព្រមទាំងជ្រុលបុកជាមួយនឹងរលោប
ខាងមុខគឺរួមទាំងម្ដងឯទីតាំងប្រកាសគេសូមបញ្ជាក់ម្ដងទីស្ថានភាពដែលប្រវិតផងភូមិព្រៃកៃកសង្កាត់ពងទឹកខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញក្នុងក្រុងការងារផុសទីវីរាជធានីផុសទីវីកំពុងតែបាត់ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់នៅព្រឹកបាទថ្ងៃទី30ខែធ្នូបាទឆ្នាំ2022បាទប្រិមត្តហើយគឺបាទជួងជួងគឺតាំងពីញ៉ាបាទគឺក្មេងស្រីបាទញ៉ានេះបាទគឺក៏របួសបាទគឺតាមពពកមានគឺម្នាក់រីកធ្ងន់ចំណែកម្នាក់ធ្វើទៀងស្រាលបាទបានបញ្ជូនទៅសង្គមបាទនៅ MT បាទហើយបាទហើយទីតាំងប្រកាសសុខបញ្ជាម្ដងទៀតវាស្ថិតតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងភូមិព្រៃកៃកោសង្កាត់ពងទឹកខណ្ឌដង្កោបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងម៉ូតូហុងដាស្គប់2បាទពណ៌ក្រហមនេះដែលបើកបរដោយក្មេងស្រីបាទ2នាក់បាទគឺបានជ្រុលមកបុកបាទជាមួយនឹងរលោបាទព្រះគឺរលោកិនផ្លូវនេះបាទនេះរលោកិនផ្លូវនេះបាទគឺយ៉ាងពេញតំណតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យបាទគឺរងរបួសបាទរងរបួសបាទគឺទាំង2នាក់បាទធ្ងន់ស្រាលបាទត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្នុងអង្គការពេទ្យបាទហើយបានគឺជាបទរៀបរាប់របស់នៅវេលាប្រកាស30ខែធ្នូឆ្នាំ2022ណាបាទសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺហេតុការណ៍កាលលើនេះគឺការឡើងរវាងបាទម៉ូតូ Honda Scorpio គឺធ្វើដំណើរដោយក្មេងស្រីរបស់ពីរនាក់បាទគឺជ្រុលមកបុកយើងទៅមើលទៅទេហ្នឹងហើយអូតែអត់លើកលើកដល់ហ្នឹងគេខាងនោះខ្មោគេទេឯងមិនទេហើយគេជួបគេមកបាទព្រះឡើងគឺបាទបាទម្ដាយបាទរបស់ក្មេងស្រីរងគ្រោះក៏បានមកដល់ទីតាំងនៃកន្លែងកើតហេតុហើយនឹងហើយបាទរួមទាំងវត្តមានសមាជិកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបាទក៏លោកបានមកដល់នឹងហើយលោកកំពុងតែឲ្យខាងភាគីខាងម៉ូតូគាត់ធ្វើការបាទសម្របសម្រួលគ្នាជាមួយនឹងភាគីខាងឡូបាទលោកនិយាយតើនឹងថាយ៉ាងណាប្រហែលដោយសារតែភាគីខាងម៉ូតូហ្នឹងបាទគឺគាត់រងរបួសបាទរងរបួសបាទពីអ្នកបាទធនស្រាលត្រូវបានបញ្ជូនទៅទទួលនៅអង្គការពេទ្យបាទហើយសូមបញ្ជាក់បាទទីតាំងនៃកន្លែងកើតហេតុគឺស្ថិតតាមបណ្ដោយផ្លូវវិកងបាទព្រៃកៃកោបាទសង្កាត់ពងទឹកខណ្ឌដង្កោបាទរាជធានីភ្នំពេញក្រុមការងារ Positive TV រួចជា Positive Media កំពុងតែបាទធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់នៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែធ្នូបាទឆ្នាំ2022ខ្ញុំមកទីក្រោយហ៎ហុងយើងមានតែយកតោធ្វើទៅហើយមើលកូនចៅទៅផងហើយយើងនិយាយថាបាទគេសោមនេះបាទគេមិនកើតទេគឺទៅអានោះមកចាប់ចិត្តជួយទៅទួចឡានគេទៅហើយ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 គ
làm lâu lắm chạy toàn toàn bàng nó cho làm một tàu nó mới được cào một tàu nó cào đi bạn làm được chưa tận năng tận mặt sai nhá, tận năng tận thà tận mặt sai vậy nè, và cái vị trí bắt đầu kiếm luôn được trong cả nghề phát sóng TV năng phát sóng một đi. Bao nhiêu chưa năng 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 តែប៉ុន្តែដល់តាមគេនេះប៉ុន្តែទៅយូរតែទៅទៀតនេះបានគឺជាបទពិសោធន៍ក្នុងការងារបាក់ផុសទូទីវីនិងផុសសុំរៀកកំពុងតែធ្វើតែកិច្ចការផ្ទាល់បែបហ្នឹងបាទគឺចេញពីបាក់ចាត់ណៃកូនថាចរាចរណ៍បាទរវាងម៉ូតូហុកណាស់កូពីរបស់បរិក្មេងស្រីពីរនាក់ ដែលជួលមកបុកបាទជួលមកបុកបាទជាមួយនឹងរលោបាទគឺយ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាភិគីខាងម៉ូតូនេះបាទគឺរកប្របបាទវារករបួសអត់ស្រាជាមួយពីអ្នកផងដែរឥឡូវនេះយើងតន់ដល់ថារដ្ឋស្រាយនាទេបាទតន់ដល់ថារដ្ឋស្រាយនាទេនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះបាទរីវត្តមានបាទអាញាធមូថាសមត្ថកិច្ចបាទក៏លោកបានបាទមកដល់ទីតាំងនៃកន្លែងកើតខ្លួននឹងហើយជួលគ្រោះគឺរករបួសបាទត្រូវបានបញ្ជូនទៅតាមខ្លួននៅឯទីកន្លែងផងដែរបាទនេះគឺជាមតាយប
Phnom Penh mùi IG 64 và cứ mật tàu Honda Scorpio và bò chim trúc ok này là cứ bà phải kì cảm tôi rô rộng bộ bà cứ bí nhà rộng bộ chung sao thật bà nó bằng chun bà tôi không khôn nó em kì cái bà ra dây bà là cứ mật tàu cơ rộng cá khôn khá bộ này bà cứ rộng cá khôn khá bộ này cơ bộ cứ ruôn tèm đọc rồi cơ rộng cá khôn khá bộ cứ ruôn tèm đọc bà này bà សូមជម្រាបលាតាមរយៈទីផ្សារនៃការប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងភូមិផ្លៃកៃកោបាទសកាត់កងទឹកខណ្ឌដង្កោបាទរីករាយព្រៃភ្នំពេញបាទអរគុណមែនតើប្រិមរតនាតំណាងទស្សនានុកត្រូលរកការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Facebook TV ក៏ដូចជា Post News Media គណៈពេលនេះក្រុមសមាជិកវិស្នារួមទាំងអង្គការងារក្រសួងមកជាអ្នកសូមបញ្ចប់បាទនៃការឡាយចំតាមនេះបាទមានព័ត៌មានអ្វីថ្មីប្លែកបន្តទៀតក្រុមការងារធ្វើការផ្សាយក្នុងទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់ដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអ